header và thêm cho tôi cái phần main con thẻ main này vào. Nó sẽ là main content của mình. Sau đó chúng ta sẽ xem trang của nó có những cái gì ở phần main này. Đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ qua, tạm thời bỏ qua phần này nhé. Chúng ta sẽ đến với cái phần này. Phần này. Có nghĩa là cả cái cục này luôn này, cả cái cục phần bao ngoài của phần trên và phần dưới này luôn này. Chúng ta sẽ bỏ qua cái phần aside bên này. Không làm nhá. Bây giờ các bạn thử nghĩ cho tôi xem nó sẽ bao gồm những cái thẻ gì. Các thẻ đấy sẽ được bao bọc trong nhau ra làm sao? Lên vẽ. Hết mực à? Đây. Vẽ hết mực nốt. Thôi cất đi. Mình không ước lượng được cho chúng nó bằng nhau à? Nhìn thấy cái tỷ lệ xem nào. Xóa hai thẻ dưới đi thôi, được rồi. Ghé lại hai thẻ dưới đấy. Xong chưa? Giả đấy, xong rồi giả đấy. Có ai có ý kiến khác không? Chưa đủ. B1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Có ai ý kiến khác không? Này không đủ. Thiếu có phải là không đúng không? Chẳng liên quan gì đến việc đúng với lại việc làm không đủ. Nào. Có ai kiến không? Dưới nữa là dưới có mà vẫn thiếu, đúng rồi, phần đấy thì đúng rồi nhưng vẫn thiếu, nhanh được chưa? Nhìn nó lù lù trước mặt thế này mà vẫn còn nghĩ được. Vẫn thiếu. Đấy. Tôi rất là mệt với các ông. Thôi đừng xóa hết đi nhá. Vẽ thêm vào đấy là được rồi. Vẽ xong cái này. Không. Vẽ luôn. May là cái tác giả của phần đấy mình làm xong mình phải sửa được. Đã bảo là bỏ qua cái phần bên đấy. Bỏ qua phần này. Ừ. Vẫn thiếu một thẻ nữa. Cái bao này nữa. Thì mày vẽ vào. Trích lại làm chắc chắn nhỉ. Cái này nhiều cũng có hai lần trong cuộc đời là nhiều cái cũng chỉ có một lần trong cuộc đời thôi. Lỡ ra rồi nó bám được cả đời đấy. Ờ, xong rồi thì xong rồi. Đây.
Thấy chưa? Tôi nói rồi, chia cái gì cũng phải chia theo hàng ngang trước. Hiểu vấn đề không? Thế cái này không có một cái hàng ngang, không có một cái thẻ bao ngoài thì làm sao mà chia dọc được? Đúng không? Cái này cũng vậy này. Đây hai cái này là hai, đây là một hàng ngang, ba cái thẻ là một hàng ngang. Hai cái thẻ là một hàng ngang. Đúng chưa? Đó, hãy lưu ý. Rồi thì bây giờ bắt đầu. Chúng ta sẽ có một cái section, có class là bằng hot new, hot trừ news. Trong cái hot new này nó chính, cái hot new nó chính là cái thẻ bao ngoài nãy ở ngoài cùng á, nãy Dương nó vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ đến hai cái thẻ trên, một thẻ trên và một thẻ dưới nhá. Một thẻ div có class là bằng new, top new, top new. Một thẻ dot div nữa là bottom new. Quay rồi. Không biết có về, không biết về có xem không. Chứng tỏ là bọn này cứ nghe chửi đi, nghe chửi lại mà vẫn không khôn lên được tí nào. Xong chưa? Rồi tiếp tục nhá. Chúng ta làm cái hot new này trước này. Cái hot new nếu mà cái thẻ bình thường nó sẽ chiếm hết 100% độ rộng của thằng cha đúng không? Mà thằng main nó cũng chiếm nốt 100% độ rộng của thằng cha đúng không? Thấy chưa? Thế bây giờ chúng ta chỉ việc là chia cái thằng top new này ra thành hai cái thẻ. Một thẻ là cái ảnh lớn, một thẻ là chứa hai cái ảnh nhỏ. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có là một cái div nữa. Xin lỗi các bạn, hôm nay tôi bị nấc. Không hiểu sao từ tối qua đến giờ. Class. Có class bằng major. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ CSS cho nó. CSS cho thằng major này trước, xong rồi thằng kia tính sau. Chúng ta sẽ có CSS như sau. Trước đấy thì chúng ta đã end phần header rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra để begin cho thằng main. Begin cho main content. Tôi bảo rồi, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Làm đến đâu mình phải nhớ comment vào đến đấy để chúng ta phân biệt được. Không là sau này không tìm được chỗ nào mà sửa đâu. End main content. Sau đó phần này chúng ta sẽ tab lùi vào trong. Đây là begin. Các bạn thích comment kiểu gì comment, miễn làm sao chúng ta phân biệt được các vùng với nhau, được chưa? Chúng ta begin phần hot new. Đã end cái phần hot new này đi. Code CSS thì chúng ta vẫn dí sát vào trong ạ. Kệ nó. Ở đây chúng ta sẽ có phần major. Class là major đúng không? Thì nó có cái gì? Các bạn đọc thử cho tôi xem nào. Cái major là cái phần này này. Cái major là phần này. Đó. Con đọc thì thử cho tôi xem nó có những cái thuộc tính gì coi nào. Đến tầm này là phải trong đầu nhìn thấy hình vẽ là phải định hình cho nó sẽ sử dụng những cái thuộc tính gì để làm được cái giao diện như này. Nào, đọc cho tôi. Width khoảng bao nhiêu? Tát cho nó cả. Biết bao nhiêu mà 600? Độ rộng màn hình của tôi là bao nhiêu có biết không? Thế mà chém là 600 pixel. Tiếp. Width đúng không? Width thì đúng rồi. Nhưng mà chúng ta không sử dụng đơn vị pixel. Đúng rồi, 60 mấy.
66%. Gì nữa? Cứ cho nó một cái background đấy nhá. Green. Để cho nó nhanh, dễ nhận. Gì nữa? 2, 2 bao nhiêu? Sai lại ăn đập. Nhanh. 2 đúng rồi. Không biết bao nhiêu phần trăm theo chiều dài. Cứ nhét ở đây tạm là 400 pixel đi. Mất gì của bỏ. Tiếp. Tí nữa đằng nào cũng sẽ phải bỏ cái 2 này đi mà. Chúng ta chỉ gớm vào thôi. Tí nữa. Nhanh chuẩn bị. Chuẩn bị. Nào. Cứ tự tin là đằng nào chả bị đánh. Đánh ít đánh nhiều cũng là bị đánh mà. Sợ gì? Đánh cho nó khôn lên. Position thuộc giá trị là gì? Đánh. Sai. Có position. Đúng không? Có nhìn thấy cái phòng ở dưới không? Đúng không? Gì nữa? Mỗi lần hành một thằng. Nhanh lên. Làm sao để nó dí vào bên trái? Float left. Hết chưa? Nghĩ kỹ đi. Chiếu cũng bị đánh. Hết chưa? Rồi. Để hết rồi. Tự tin nữa nào. Úi giời. Tốt cái bốp. Sao? Giờ thiếu cái gì? Nó ra lại dí sát ra ngoài này. Thằng nào mang nhìn đấy. Ông Tật nó ông trận. Nghe. Nào. Thằng nào. Bên cạnh Tật nó phát. Mang nhìn. Tỏ gàn Tật. Biết mang nhìn bao nhiêu? Cái này này. Rốt lắm. Đang có cái section hot new rồi đúng không? Cái section này mình phải có cho nó thêm một cái container vào đây để nó căn lùi vào trong. Tất cả nội dung của nó sẽ được hất lùi vào trong. Được chưa? Cho nó một cái container nữa. Xong chưa? Xong chưa? Container vào trong hot new này. Và CSS cho thằng major 66%. Xong chưa? Gì nữa nào? Bây giờ làm sao nữa? Đây của nó như thế này. Chính là cái thẻ này. Giờ sao? Đấy, chính là cái này này, chính là cái này này. Đấy, lấy ảnh về đúng rồi. Nhét vào trong thẻ A. Public image. Major trừ 1. Xong rồi. Bây giờ sao? Trong cái major này mình sẽ có một cái thẻ A để nhét nó vào. Upgrade bằng thăng đi. Trong này mình có một thẻ IMG, có cái SRC bằng public. Sược image sược major trừ 1 chấm chấm cái gì? JPG. Đến đây chúng ta sẽ bỏ cho tôi cái thằng 2 của nó đi nhá. Để cho cái độ dài ảnh nó tự động nó dài ra để cho nó đỡ bị méo. Bỏ cái 2 của thằng major đi. Chúng ta lúc nãy làm để xác định cho nó nằm ở vị trí nào rồi.
Xong chưa? Được chưa? Tab ra ngoài xem. Đấy, có cái ảnh rồi. Chúng ta nhìn vấn đề không? Bây giờ giải quyết sao? Rồi, cái index cho thằng nào? UL ở đâu? UL chỗ nào giờ ta? Chém. Ai mà không có cái gì đấy? Nhét Z index vào cái NAV UL này này. Z trừ index bằng 1. Không cái gì. 1. Lúc đầu tất cả đều bằng 0. Bây giờ cho nó Z index bằng 1 để nó nổi lên trên. Giờ các bạn sẽ nhìn thấy là nó lên trên luôn. Đúng không? Xong. Rồi có cái ảnh rồi. Tiếp tục làm nào. Chỉnh cái gì? Chỉnh cái gì ở cái ảnh này? Kệ nó, tí tí. Giờ làm sao nữa? Kìa, cái ô kìa. Cái ô làm xong kìa. Giờ sao? Cái gì? Position rồi, position trong cha rồi, mình đã có code HTML đâu. Hiểu không? Bây giờ có thêm vào đây một cái thẻ A hả? Không, đi. Có class là bằng new title. Trong này có một thẻ A. Thẻ A grab bằng thăng đi. Và chúng ta sẽ có tag của nó đi, copy tag của họ về đây. Cách làm bánh nướng hạt rẻ cho Trung Thu vui vẻ. Đấy, nhét vào đây. Và chúng ta sẽ có một cái đoạn tag này đúng không? 1062 lượt xem đúng không? Thì chúng ta sẽ để cái thẻ span ở bên dưới. Để một thẻ span ở bên dưới. Và cái thẻ span này chúng ta sẽ có một cái thẻ IFA là không awesome. Và là FA trừ eyes là con mắt. Bên cạnh đó chúng ta viết cái 1062 lượt xem tương vào đây. Thú vị nhỉ. Ở trong cái thẻ A này thì chúng ta có thể viết một thẻ P ở phía ngoài. Chúng ta viết một thẻ P bao ngoài cái thẻ A để cho nó dài hết một hàng. Và tự động cái thằng thẻ span kia sẽ bị đẩy xuống dưới. Được chưa? Được chưa? Giờ xem đi. Bây giờ trông như nào. Nó ẩn ở dưới đúng không? Rồi, share tiếp cho thằng này. New title.
nó sẽ có cái CSS như thế nào. Có bạn nào không theo kịp không? Không theo kịp thì phải báo nhá. Nào, new title này có cái gì? Mày có TeamView không? Bật đi. Cho các bạn xem luôn để các bạn tránh cái lỗi của ông gặp ra. Đọc cho tôi cái đoạn bên này của bạn. Đọc đi. 115 065 770. Password là cái ở dưới 6341. Úi giời ơi, cái ảnh ở đây của ông rồi, ảnh cơ mà, cái ảnh tôi đi coi này. Đi. Cái ảnh kia đâu, có ảnh đâu? Ừ. Úi giời, cái gì này? Chắc bạn ấy xem cái đây phải. Đây, thẻ mây giờ tại sao nó nằm tít ở đây? Top nhiều ở đây. À đây này. Header trên. Tại sao nó lại ủn vào đây? Để tôi coi nhá. Hot new container. Sao lại ra đây? Hay thật. Bạn có cái CS Clearfix chưa? Tôi nghi ngờ bạn biết sai lắm. Kéo trên nào. Clearfix after before. Xếp xuống Clearbot. Rồi. Yeah. Một thằng không phải thằng này. Do thằng nào để nó ủn lên trên. Ừ, mình sửa nốt thằng trên đi đã nhá.
sau một cái. Ông cách nó xa là như này. Để làm gì vậy? Sao cái menu nằm ở trong này nhỉ? Gì nhỉ? Sao lại đè lên trên này? Position nào? Làm gì đã có position gì? Này làm gì đã có position gì đâu? Đây này. Relative này. Bậy nhỉ. Đưa ra xuống cái sản. Gì đây cũng biết cái gì đây cũng thành thành. Giết nhau. Sao gọi là giết nhau? Ai là đó? Không biết.
Rồi ôi, NAV Position Absolute. Xong lại anh. Tại sao mình biết như này? Ê, có trên được không? Season luôn cái kinh như rồi chúng ta ra như này rồi đúng không? Rồi bây giờ làm sao nữa để cho nó đẩy lên trên cái gì? Ở thằng Nam nào, cái new title này xử lý như nào để cho nó lên trên này hả? À, giờ này không phải là giờ để nghĩ. Lớp này đến nào cầm quỹ lớp nhỉ? Không có ai cầm quỹ lớp à? Ai cần đâu. Ghi vào đấy phạt thằng Dương 10.000 tội nhắc bài. Tôi không hỏi nó. Position bằng gì? Absolute. Lại thằng nào nữa đây?
Thằng Nam tiếp tục nào. Gì nữa? Poison Absolute rồi. Nhanh. Nhanh nhanh, không đánh tôi đánh một kinh tế này. Cho rồi, đây đấy. Nó nằm ở dưới đây. Tại sao phải cho vào ảnh? Mình absolute à, mình relative cho thằng bây giờ này rồi đúng không? Thế vậy thì cần gì phải nhét vào ảnh? Nó là che lên nhau thôi mà. Rồi. Left không. Right không. Gì nữa? Vẫn còn. Làm sao để nó gì dưới? Bottom. Thật là không không? Lên chưa? Background. Bỏ cái background green này đi nhá. Chúng ta xong rồi, bỏ background green đi. Bottom không này. Gì nữa? Background cho nó. Thôi phần này để tôi. R G B A chưa? 66 68 66 0.6. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy. Thấy mờ chưa? Nhưng mà nó vẫn ăn vào một cái chân nhỏ nhỏ đây này. Các bạn để ý không? Đấy, thì mình phải tăng cái bottom của nó lên. Đây tôi kéo lên nhá. Nó hơi nhỏ nhỏ này bottom, nhưng mà phải tăng nó lên vài đơn vị. 3 pixel, khoảng 3 pixel thôi. Được chưa? Chúng ta sửa bottom thành 3 pixel. Bottom là 3 pixel. Sau đó cái thằng này mình phải cho nó cao lên đúng không? Phải cao lên tầm này này. Thì mới hợp lý. Mình nhét thử ở đây cho nó cái 2 bằng 150 pixel coi. Úi dồi ôi. 80 pixel nhá. 2 của nó bằng 80 pixel. Các bạn đưa vào. Hai bằng 80 pixel.
Được chưa? Xong chưa? Đây, bây giờ mình sẽ hover vào cái thẻ A này, coi xem nó như nào đã. Được chưa? Chúng ta có thẻ P ở đây rồi. Bây giờ trong thẻ P này thì mình sẽ làm gì? Phông size. Với thì phông size bằng bao nhiêu? 24 luôn á. À, cũng có vẻ hợp lý. Gì đó. Take align center. Gì? Cho đằng này à? Đâu có được đâu. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có như sau này. New title cách A. Mình sẽ có text decoration bằng nan này. Font size bằng 24 này. 24 pixel. Gì nữa? Color bằng gì? Gì nữa? Chưa hết đâu nhá. Đã hết đâu, thấy nó sát sạt phải không? Bây giờ sao? New title. Cái này các bạn thêm cho mình thằng padding bằng 5 pixel. Sang ngang. Sang ngang là 10 pixel mỗi bên. 30 à? Tôi không thích. Tôi để 50 thôi. Ủa, sao thằng này nó lại dí tịt lên đây này. Thẻ span này chúng ta cũng cho sang chữ màu trắng nhé. Color MMF. Cho phông size nó nhỏ đi đúng không? Phông size bằng 13 pixel. Xong chưa? Hay là còn lấn cấn cái gì nữa? Over ấy à? Chuyển chữ hay là chuyển cái này chuyển cả màu chữ lẫn background. Rồi để tôi coi nào. Thẻ span có color màu trắng này và font size 13 pixel này. New title 2.hover thì bản thân cái background của nó RGBA xuống còn 0.4 và cái new title thẻ A này khi mà bị hover thì cái thẻ A này chúng ta sẽ có cái text, cái màu text là bằng màu gì? Có bạn nào ngó tôi cái màu text là bằng màu gì không? Vẫn 2CA9E1, sao các bọn này thích cái màu này thế? Rồi, thẻ A sẽ có color sang là 9E1 đó. Rồi bây giờ chúng ta coi xem. Úi giời ơi. À, giờ này phải lên 0.8. Xin lỗi các bạn nhé, 0.8.
và cái thẻ A của chúng ta chưa padding. Padding bằng 10 pixel. Không, chỉ 5 thôi, 5 ở trên thôi. 30 pixel. Được chưa? Cái này sẽ phải đưa vào trong cái thằng này. Được chưa? Cái này có vẻ hơi cao đúng không? Cái thẻ này của chúng ta hơi cao đúng không? Hay là do cái này? Hay là do cái này chúng ta để sát quá? Có nên để cho nó xuống dưới không? Không, kệ nó. Chẳng tội gì. Được chưa? Đây là code của phần new title. Không nhờ. Sao xong chưa? Xong hết chưa? Xong hết rồi thì làm phần bên cạnh cho tôi. Còn gì nữa? Ông mong chờ gì?
Đây nha, tôi code HTML cho trước nha, bottom new này. À bottom, bottom new có rồi. Bắt đầu lại khung lại thôi. Đây. Bottom new, à cái nhầm không phải bottom bottom new. Mà trong này mình đây đang có bây giờ đúng không? Đang thẻ bây giờ đúng không? Mình sẽ có thẻ assign nữa. Deep có class là assign new. Ở đây có hai tin nên mình sẽ có sc assign new. Trong cái thằng assign new này mình có gì? Assign new thì nó sẽ có cái float let array background là màu green, min 2 khoảng 400 pixel và có gì nữa ta, position relative đâu sao nhìn thấy gì ta, hả, cái gì cơ, đâu nhỉ? Assign new. À width, thiếu width. Width bằng 33%. Thì quên. Làm đi, làm hai phần đấy đi. Mỗi cái thẻ thôi mà có gì đâu.
sao? Ở đây có những cái gì? Hả? Quan biết tinh tinh thôi. Nào, ông tìm cho tôi cái đoạn nào có display, có cái thẻ thẻ định hoặc có display inline block của tôi cái. Ở chỗ nào? Đây. Sỏ thật. Đó. Nhìn là display inline block. Chúng ta thải có rất nhiều inline block thôi. Ủa? Tôi đố tìm chỗ nào tôi có cái class nào mà C1, C2 không? Cái này em lấy được bài... Thế thì bài hôm trước, là bài của anh? Của ai? À. Thế thì bây giờ code nhiều nên tôi biết sửa như nào? Sợ thật. 113, đây người ta hoàn thành epoxy này. Chán mẹ luôn. Ok, gửi rồi. Mọc nhìn ông quan bị ông cái gì ấy. Bài về nhà thì làm ở nhà thôi. Lên lớp thì mình phải mang bài. Đang làm cùng với lớp ra mà làm chứ. Hay cũng chẳng sửa được. Nhìn là chúng tôi lại đẹp đẹo rồi. Đây tôi mới nhìn thấy được bạn. Sao chữ sáu đen không biết gì kia đâu, biết đấy là sao. Mắt cũng có vấn đề. Mắt có vấn đề thì buổi sau bò lên kia nhé. Bò lên nhà đầu. Yeah.
Thế mới chỉ có hơn 200 dòng code CSS thôi nhé. Nó mà lên hàng nghìn dòng ngồi mà nhìn nhau. Xong chưa? Thằng kia xong chưa? Đâu rồi? Mang tích view rồi tôi xem ạ. Lại chưa? Cài vào. Khẩn chưa xong rồi gửi team view sang đây cho tôi xem. Không chưa? Để tôi còn chữa. Thằng Nam cài luôn TV của máy đây, nhanh lên.
Lotte. Quá mất thời gian. Chữa nha. Trong website này chúng ta có hai cái thẻ. Một thẻ deep là có class là assign unit. Unit. Đúng chưa? Trong này chúng ta lại bắt chước. Ở kia chúng ta có hai cái thẻ con. Hết vào đây. BI chỉ kết xuống rồi nè. Bây giờ chúng ta đi copy hai cái ảnh về. Hai cái ảnh ở bên này về. Gì trung thu mẹ học cách làm xúc xắc cái gì này. Copy về. Xúc xắc. Mẹ làm xúc xắc để dạy con đánh bạc. Cái nữa là trứng gì đấy không biết. Trứng muối. Rồi. Mình thay cái này bằng xúc xắc. Copy đi này. Wow. Sao không copy được ta? Rồi. Cái này thì nó sẽ không có cái phần số người xem đúng không? Cách khử mùi tanh trứng muối. Sau đó chúng ta duplicate cái assign unit này lên. Click là như này. Và ở đây là trứng muối. Rồi. Bây giờ mình có gì? Cái assign unit này mình sẽ cần phải có cái cả hai cái đều có float là left. Width bằng 100% của thằng assign này đúng không? Và mình sẽ có position bằng gì? Relative cho nó. Assign new này không thể nào để như này được. Hai cũng không thể nào để như này được. Mình sẽ có như sau. Assign new. Cách assign unit position bằng relative width bằng 100%. Thử coi. Được chưa? Hai cái giống y xì kết nhau. Không như nhỉ? Gì nữa? Width bây giờ mình không để 100% nữa, để 100% nó sẽ dài hơn cái này một chút. Đúng không? Thế cho nên là chúng ta sẽ thu nhỏ bớt nó mà. Không để cho nó dài quá. Ở size unit mình sẽ thu lại còn 94% gì đấy. Đây, 94%. Được chưa? Chúng ta đã thu lại còn 94%. 94%. Rồi, tí nữa chúng ta bỏ nốt cái background màu xanh đi là xong đúng không? Hết phim chưa? Background màu xanh ở đây. Sau đó là assign unit này sẽ có cái font size bằng 16 pixel. Nó không nhỏ đi không ạ? Assign thẻ A assign unit. Cách thẻ new title. Tìm đến thẻ A sẽ có font size bằng 16 pixel. Như đây. Hơi béo quá. 20 pixel. Được chưa? Đều chưa? Đây, CSS đây. Thế tôi mới bảo ông là làm lâu. Người ta chỉ làm cái phần này trong 5 phút thôi, mình làm đến 15 phút thì chưa xong.
Sau đó các bạn tiếp tục làm cho tôi cái hai cái ở bên dưới là cái bottom new. Quất tiếp cái đấy. Thử xem là 5 phút có xong. Dạ. Sao lại đưa hai kèo đây? Vâng, có hai kèo sẽ im ít cơ mà.
làm tôi phần đằng dưới này nhá. Check đi đã. Làm tôi hai phần này nhá. Tự check đi đã, xem mình có sai trái gì không, rồi hắn thưa gửi. Chứ toàn dạy một đằng, các bố làm một nẻo, tự vẽ ra các bạn, tự vẽ ra những cái thứ ở đâu đâu vậy. Cứ check chán chê đã, sau tôi sẽ xuống để giúp. Sao xong chưa? Check được chưa? B2 nuôi ảnh đâu?
Cái này rộng bao nhiêu? Phần này rộng bao nhiêu pixel? Rộng bao nhiêu phần trăm? Cái major ấy, tại sao lại là 48? Thế tôi để dưới kia là bao nhiêu? Cái gì không? Không nhiều gì. Ông cho tăng lên 63% thôi xem nào. Bây giờ mà cũng bao nhiêu? Rồi, bây giờ ra là 66%. Xem ra, vấn đề là gì? Cái này nó không để ra đúng không? Đây này. Ngay từ trên đầu tôi biết cái này không nhét vào đâu. Cái gì mà logo IMG ở đây? Tất cả IMG đều phải 100% hết. Được chưa? Được chưa? Bây giờ là 18 đúng không? Đây, bây giờ sửa thành 63, 66% rồi. Xong. Sai đâu ạ? Sai new 33%. Rồi xong nha. Rồi bây giờ xong chưa? Rồi sai new đi đây, chúng ta đi đây. Look right 0.7, 0.7 trở thành truyền thống của công sao? Cái gì? Nghe không nghe làm chẳng làm, bắt đầu kêu lỗi. Nhiều người lỗi vớ vẩn cái này thì hôm nay mấy ạ? Hôm nay là thứ 7 đúng không? Thứ 3 tuần sau lại check gõ phím một lần nữa. Cứ hai thằng gặp lỗi về gõ phím và chính tả, tôi lại lùi mất ngày. Tôi sẽ lùi lại cái này, check lại. Cái gì này? Cũng có cái gì đây? Đây là cái gì? Sao lại bằng chẳng chặt nhau như này? Copy của nó về à? Không cái mông. Ông copy của nó về không bao giờ phá đâu.
Sao lâu thế? Có ai xong cái phần này chưa? Phần này tôi copy paste một phát là xong, có tin không? Chỉ có copy paste thôi mà. Có cái đếch gì đâu. Đây nha, tôi copy paste cho mà coi này. Đây đúng không? Assign new đúng không? Copy. Rồi, tôi paste xuống đây phát. Xong chưa? Bây giờ có bottom new đúng không? Để bottom new sc. Copy vào này. Bây giờ mình sẽ có bottom new trở đến assign unit, assign gì? Assign new chứ. Đây là cái gì ta? À, assign unit trừ unit. Mỗi cái này sẽ mỗi cái này sẽ có width bằng 49%, float left, sau đó bottom assign unit relative, hoặc cái nhập này sẽ là position bằng relative. Xong chưa? Như gì? Tôi có làm gì đâu. Copy cái ảnh này về văn nữa là xong đúng không? Đây là vòng hoa. Đây là cái gì? Mix đồ. Mix đồ. Tôi sửa hai cái ảnh này thành ảnh vòng hoa này. Vòng trừ hoa. Cái này thành mix đồ. Đây. Xong chưa? Cách nó ra một tí gì? Đây, assign unit margin right bằng 5 pixel. Không chưa? Chẳng có cái vẻ ảo rồi. Quá nhạt tuyệt luôn, không có thèm đọc cái logic của nó đâu. Chết là chết ở cái chỗ không thèm đọc cái logic của cái phần này chứ. Tôi cố gắng để cho nó, để cho cái phần này nó có thể được dùng lại một cách tối đa rồi. Chẳng qua là không thèm đọc đi chứ nó có cái vấy, có cái quái gì. Nhạt tuyệt. Xong. Hết phim. Thấy chưa? Đây, có thế thôi. Tôi đã bảo tôi chỉ cần copy paste một phát là xong mà. Đấy. Đây. Sẽ thêm gom hai cái. À, có một cái. Có gì nhiều đâu. Chán. Nhìn chán. Làm không đến 5 phút đúng không? Đây phải xem lại đi. Xem lại cái cách nghĩ của mình đi. Thì đúng rồi, ảnh cái tỷ lệ nó khác nhau. Bình thường ảnh là phần đấy tỷ lệ chiều dài của chúng ta nó sẽ gần như là gấp đôi chiều cao. Không, ảnh lúc nào cũng phải để 100%, đó. Ừ, kể ra đấy thôi.
Do cái tỷ lệ ảnh bằng sắc. Xong chưa? Cũng làm đi. Cái gì mà lâu vậy? Tiếp theo làm phần này ra thôi. Đâu nhỉ? Đây, làm phần này ra. Cả cái phần ẩm thực này. Cái này dễ mà. Cái này dễ cực. Đây nha, để ý này. Cái phần này thì làm nha. Đây là thẻ H3 này. Nhá, yeah. Tôi vẽ cái logic của nó ra cho coi nhé. Các bạn làm được đây nha. Đầu tiên mình có một thẻ H3. Nhá, thẻ H3 này thì mình sẽ có cái vạch đầu dọc, cái vạch ở đầu kia. Nó là cái gì? Đúng rồi, nó là cái border. Nó chính là cái border 3 pixel. Xong rồi màu cái màu đỏ đỏ đấy, đúng chưa? Thế thì trong cái thẻ H3 này, chúng ta để một cái thẻ span. Để thẻ span. Biết để thẻ span làm gì không? Để che cái đường kẻ dưới cái đường kẻ dưới, cái đường kẻ dưới này. Đây là thuộc tính background cho cái thẻ H3 này. Các bạn không tí nữa các bạn tìm mà xem nó chính là một cái ảnh. Đấy, cái đường kẻ này chính là một cái ảnh. Và nó sẽ có cái thuộc tính background là bằng cái ảnh nhá. Nó sẽ có cái thuộc tính là background repeat. Repeat tức là lặp lại đúng không? Repeat thì chúng ta có cái giá trị là repeating. Repeating tức là nó lặp lại theo hàng ngang. Xong chưa? Bây giờ mình ủn cái thẻ background này xuống dưới chân đấy, thì mình sẽ có thêm một thuộc tính là background position. Đó thì mình sẽ chỉnh được cái background này lên trên hay là xuống dưới của cái thẻ H3. Xong chưa? Thì như vậy thì cái thẻ ảnh đấy nó sẽ dài như này đây hết dòng. Thấy chưa? Thế bây giờ làm sao để cái chữ ẩm thực kia nó che lên được như vậy? Thì mình sẽ có một cái thẻ span. Đây là thẻ span, đây là chữ ẩm thực. Được chưa? Thì cái thẻ span này nó sẽ có cái gì? Padding vào trong và ra ngoài. Bao nhiêu pixel đấy? Thì tự nhiên là nó thành cái màu trắng để che trong background cho thẻ span. Và xong, hết phim. Đấy, logic nó chỉ có thế thôi. Dùng hai thẻ, thẻ H3 và thẻ span. Thẻ H3 thì vừa cái border vừa có cái background và cái ảnh đường kẻ này. Sau đó thì set background repeat, set background position cho nó. Còn thẻ span này có background màu trắng, padding vào trong hai bên, thế là xong. Chẳng có gì khó. Còn cái phần ở dưới thì quá dễ, chia là 4. Biết cái hình trái tim cái làm được gì không? Hả? Cái gì? Thẻ nào? Tất nhiên là có thể nhìn trong đấy rồi. Cái hình trái tim đấy, cả cái hình tròn đấy, nó là hình A, nó là thẻ A, được chưa? Và position của nó là absolute. Đấy. Quá dễ. Chẳng có cái gì. Làm đi. Luôn. Đấy cũng là bài tập về nhà chúng ta. Làm kiểu gì thì làm. Ẩm thực cả phần này. Tất. Hết cả cái module ẩm thực này. Được chưa? Có đứa nào ý kiến gì không? Đâu? Đâu? Không, chỉ có phần này thôi. Từ đây hất lên này. Hất lên trên đến ẩm thực này. Đấy, có mỗi phần đấy thôi.
bài quá dễ luôn.